ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm và cô qua thứ tự và trình diễn của nghệ sĩ Hồng Vân, ca sĩ Thúy Hiền và ca sĩ Tương Phùng, và một tràng pháo tay để chúng ta đến với tác phẩm. Rồi đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý.